đã bảo chị rồi, tránh xa lão ấy ra. Ông dùng kính thì ông ấy không bảo vệ gì đâu mà. Vui đấy nhở? Nhậu đấy. Chờ bố mày. Anh. Đau không? Giết nó rồi. Cái gì? Giết nó rồi. Này, cô nên đi cùng với bọn tôi. Đi. Hành phải trốn ngay đi. Người của Dương sẽ không để yên đâu. Quân giả sẽ giết hai người mất. Em không thể đi cùng với anh được. Em đi theo sẽ chỉ thêm vướng cho anh thôi. Nhưng mà em có cách đối phó với chuyện này. Đợi khi nào yên ổn, em sẽ liên lạc lại với anh nhá. Anh không nghe. Đi. Nghe. Đi với anh. Thôi nào, Tuyết nói đúng đấy, anh với mày phải đi ngay. Tuyết sẽ an toàn thôi, bọn chúng nó sẽ không dám làm gì đâu. Anh phải đi ngay đi, không thì không kịp mất. Cẩn thận nha. Anh sẽ quay lại tìm em. Anh sẽ cưới em. Không sao. Có anh ở đây rồi. Không ai ám trọng đến em nữa. Thằng Khương đang ở đâu? Chắc nó phải nói với em biết chứ. Tôi biết có người đứng sau lưng cô, nhưng hình như là không bảo vệ được cho cô. Nếu như là thằng Khương em tôi thì sẽ không ai dám động vào cô cả. Tôi không cần ai bảo vệ cả. Tôi tự lo được. Nghe nói là hắn rất thèm khát cô. Trước đây suýt chút nữa thì đã đạt được mục đích. Vừa nãy tại sao thằng Nghĩa lại đến kịp thời thế? Động não lên một tí. Thằng Lý nó gọi đấy. Em tôi vội vàng đến tìm cô để làm gì? Bố tôi vừa mới mất. Nó sợ cô gặp nguy hiểm. Tôi tưởng cô cũng thông minh ra ngoài trải đời thế nào. Hóa ra cũng là dạng không biết trân trọng tình cảm. Tôi cho cô hai lựa chọn. Một là nghe theo sự sắp xếp của tôi. Tôi sẽ giúp cô có cơ hội để trả thù thằng Dương Cơ Bắp.
2. Biến khỏi tầm mắt của thằng Khương, anh em tôi từ giờ sẽ không liên quan gì đến cô nữa. Vì em mình, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Chọn đi. Nhắn tin địa chỉ, hẹn giờ sát vào. Liệu nó có tin không? Vừa mới thắng anh em tôi, lại thấy xe không còn ở bản mây nữa, nó sẽ tin. Nói cho anh biết, anh sẽ đưa em về cho anh nghỉ ngơi. Nói cho anh thì anh mới đưa em về nhà anh có đúng không? Vậy không phải thế. Lần này đến lần khác em bị chúng nó hành hạ. Thì anh đang ở đâu? Anh bảo ở cái đất này bất kỳ một động tĩnh gì anh cũng biết. Thế mà hỏi lại anh, lúc em cần anh nhất thì anh đang ở đâu? Nào, công việc mà. Anh à, cho chai nước thôi. Ăn hết cụ ấy đỡ bị sách nặng quá. Ăn hết rồi đến lúc lạc trong rừng lấy cái gì mà ăn. Mấy cái này là để ngụy trang. Tự nhiên là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mất rồi. Ý anh là bây giờ mà có mé lòng với cả chai mé lá, anh em mình xúc động đúng không? Mày đi sang bên kia xem nào. Mười lăm giờ 50 phút là thời điểm phát hiện ra vụ xô xát. Tôi cho rằng Dương Cơ Bắp đã mất tích ở thời điểm này. 16 giờ 15 phút là lúc mà cậu Long gọi điện thoại và biến mất. 16 giờ 50 phút là thời điểm mà cậu phát hiện ra nhóm người ở Quân Già lùng sục ở khắp nơi. 17 giờ 5 phút là lúc cậu trở về cơ sở hỏi về Long và gọi điện cho tôi. Việc biến mất của Dương Cơ Bắp là vô cùng nghiêm trọng với Quân Già, nên khi nghe tin, hắn sẽ hành động ngay. Có khả năng cậu Long biến mất là để thực hiện một hành động bí mật gì? Tôi không thích vòng vo. Tôi biết hàng ấy là hàng gì, cho nên tôi nói thẳng. Quan trọng là chú có lòng tin không? Cụ thể thế nào? Cứ đúng ngày đúng giờ, có người ra đấy gùi hàng, mang đến địa điểm cho chú định sẵn. Chúng nó không liên hệ thì với chú, cũng không nhận thì tin nhắn từ tôi. Nếu có bị tóm ấy, thì cũng chả có manh mối gì. Nhưng đợt này ấy, thì chỉ chuyển được ít một thôi, vì tôi chỉ còn có vài ba đứa đáng tin. Nghe nguy hiểm đấy. Không khéo lại là người của công an cài vào. Thế cho nên tôi nói là phải chia ra. Nếu có bị tóm ấy thì chỉ mất số lẻ thôi. Tôi với chú chả liên đới gì. Đã làm phải làm đến nơi đến chốn. Tối thiểu cũng phải nửa tấn. Vị thế của anh càng chắc thì anh càng bảo vệ em tốt hơn. Em hiểu rồi. Thế bây giờ em phải làm gì? Anh cần em thông tin về hội đánh bạc hôm trước. Bọn nó là người của anh cơ mà. Không ai biết ngoài em. Em cần phải làm thật khéo để mọi người tin đó là người của Hư Khẹt.